Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, lộ bằng chứng huấn viên của đội tuyển U23 Thái Lan đã nói dối trắng trợn và báo chí của Indonesia lại sát thêm muối vào nỗi đau của đội tuyển U23 Thái Lan. Và cùng với đó là thông tin cuối cùng, phóng viên của Trung Quốc cảm thấy sung sướng khi mà chứng kiến U23 Việt Nam chúng ta vô địch và chỉ đích danh cầu thủ hay nhất giải. Vâng, kính thưa quý vị, tờ Thái Rat của Thái Lan mới đây đã vừa đăng tải về một khoảnh khắc đầy cảm xúc của đội tuyển U23 Thái Lan sau trận thua đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Và theo tờ báo của xứ sở chùa vàng này thì trước khi lên bục để nhận huy chương bạc, chứng kiến tâm trạng quá buồn bã của các học trò, huấn luyện viên Gracia đã và cùng với một số thành viên của ban luyện đã phải gọi cầu thủ lại để động viên tinh thần. Và nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã cố gắng để gào rất to thì mới giúp cho những cầu thủ của đội tuyển Thái Lan tiết chế được cái cảm xúc của mình. Thế nhưng những cầu thủ còn rất trẻ tuổi như là Tharawat vẫn bật khóc rưng rức và mãi mới nín được vì quá tiếc nuối, và Huyền Gracia đã phải ôm chặt những cầu thủ này để động viên. Thế nhưng có lẽ phải mất đến khoảng 10 phút thì cầu thủ này mới có thể trấn tĩnh lại được. Và điều đó cho thấy rằng là thực tế là chúng ta biết những cầu thủ trẻ, kể cả Thái Lan cũng thế thôi, họ cũng rất khao khát có được một chiến thắng, bởi làm cầu thủ đương nhiên vào bất cứ một trận đấu nào, kể cả những trận đấu giao hữu ở cấp độ huyện hay là tỉnh thôi, những thậm chí là cấp độ làng xã thôn thôi, thì chúng ta vẫn luôn muốn có được một chiến thắng, chứ không nói rằng là chúng ta là cả một giải U23 Đông Nam Á như thế này, một giải đấu chính thức, chứ thực tế nó cũng không phải là giải giao hữu. Thế nhưng trước đó chúng ta thấy rằng là khi mà đội tuyển U23 Thái Lan thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết, thì huấn luyện viên Gracia này có nói thẳng rằng đây thực ra cũng chỉ là một giải đấu giao hữu thôi, còn cái mục tiêu xa hơn của đội tuyển Thái Lan đó là Asian Cup cũng như World Cup cơ, chứ còn cái giải đấu này muỗi xoàng chứ không quan tâm làm gì cả. Nó cũng khác xa rất nhiều với những phát biểu trước trận chung kết khi mà Thái Lan thua chúng ta trong trận đấu tại vòng bảng, thì huấn luyện viên này cũng đã rất hùng hồ tuyên bố rằng là sẽ giúp cho Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam để lên ngôi vô địch. Thế nhưng ngay sau đó thì những phát biểu chúng ta thấy rằng rất khác, đúng không ạ? Ông cho rằng đây chỉ là giải đấu giao hữu thôi, có cái gì đâu. Thế nhưng với những hình ảnh mà những cầu thủ bên phía U23 Thái Lan họ khóc lức nở như thế này, và huấn luyện viên của U23 Thái Lan đã phải ôm những trò của mình, hai thầy trò khóc rưng rức mãi mới nín được, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là họ cũng rất muốn có được cái chức vô địch này chứ, đúng không ạ? Chứ có phải là không đâu. Thế nhưng mà có vẻ như là người Thái Lan họ không nghĩ rằng họ vừa qua đã thua đội tuyển Việt Nam chúng ta đâu. Họ nghĩ rằng đó chỉ là giải giao hữu, những cầu thủ của họ còn trẻ. Thế nhưng như đã nói thì rất nhiều các chuyên gia châu Á, châu Âu họ khẳng định rằng là những lứa tuổi của cầu thủ U23 Thái Lan đương nhiên đó là những cầu thủ trẻ 18-19. Thế nhưng Việt Nam thì cũng chỉ hơn có khoảng 1 tuổi thôi, cũng là những cầu thủ cực kỳ trẻ, lứa tuổi U19-20, chứ không phải là những cầu thủ toàn 23. Mặc dù giải đấu là giải đấu cho U23, thế nhưng đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta cũng cử toàn những cầu thủ trẻ, chủ yếu từ 21 đổ xuống mà thôi. Chính vậy chúng tôi mới đặt cái tiêu đề rằng đây là lời nói dối trắng trợn tới từ huấn viên của đội tuyển U23 Thái Lan, đúng không ạ? Và không biết rằng là tương lai của ông này như thế nào sau hai trận thua trước đội tuyển U23 Việt Nam với cùng tỷ số 1-0. Một giải đấu mà đội tuyển U23 Thái Lan cũng được đánh giá cực cao, thế nhưng họ đã thất bại trong cái chiến dịch của mình. Và tương lai của huấn viên Gracia sẽ được định đoạt sau, có lẽ rằng trong kỳ SEA Games sắp tới, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam mà thôi. Nếu thất bại tại đó thì ông ta chắc chắn sẽ phải tâm phục khẩu phục, và có lẽ rằng là cái tương lai sẽ không còn trong thời gian tới khi mà tham dự Asian Cup hay là World Cup nữa đâu, đúng không ạ? Vâng, và sau khi trận đấu kết thúc thì báo chí của Indonesia rất khâm phục U23 Việt Nam, cùng với đó lại sát muối và nỗi đau và thất bại của đội tuyển U23 Thái Lan. Nhận định một cách tổng quan nhất về giải U23 Đông Nam Á 2022 thì tờ Bola của Indonesia có đánh giá về giải đấu này là hấp dẫn hơn rất nhiều so với năm 2019. Giải U23 Đông Nam Á 2022 có tính cạnh tranh rất cao và đem tới rất nhiều những bàn thắng. Tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận của giải đấu năm nay đó là 2,79 bàn trên một trận. Đây là con số vượt xa so với giải đấu 2019 khi mà chỉ có 2,13 bàn trên một trận mà thôi. Và tờ Bola này cho rằng là việc U23 Việt Nam vượt qua được trở ngại do dịch bệnh Covid-19 để lên ngôi vô địch là quá đáng khen ngợi. Và trang báo của Indonesia nhận xét ngắn gọn về trận chung kết này như sau: cả hai đội đều đã chơi pressing rất quyết liệt, thế nhưng U23 Việt Nam đã làm tốt hơn với bàn thắng của Trần Bảo Toàn. U23 Thái Lan cũng đã rất dốc sức để tìm kiếm bàn gỡ hòa, thế nhưng hàng thủ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam cuối cùng thì cũng đã chơi rất cảnh giác để ngăn chặn thành công. Giải của U23 Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005
Thế nhưng phải đến năm 2019 thì giải đấu thực sự mới diễn ra một cách quy củ và nằm trong hệ thống thi đấu của khu vực Đông Nam Á. Trong hai lần ở kỳ giải đấu gần nhất vào năm 2019 và 2022 thì người Thái đều về nhì. Và Tờ Bola cũng tranh thủ nhắc đến con số thống kê rất đáng buồn này khi mà nói rằng U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á. Còn Thái Lan họ đã thua liền hai trận chung kết. Trước đó là năm 2019, cũng chính vào tay của đội tuyển U23 Indonesia của chúng ta. Và tính đến nay thì vẫn chưa có kỳ giải U23 Đông Nam Á nào quy tụ được đủ 11 đội tuyển ở trong khu vực cả. Vì rất nhiều lý do mà một số đội bóng tham dự vẫn chỉ là 9 thôi. Bởi năm nay thì U23 Indonesia cũng như là Myanmar đã phải vắng mặt vì đại dịch Covid-19 nó hoành hành. Và để tô điểm thêm cho chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam thì mới đây báo chí Trung Quốc khẳng định rằng là U23 Việt Nam đã chứng tỏ được cái khao khát cho chức vô địch và hy vọng rằng Trung Quốc có thể học hỏi. Phóng viên người Trung Quốc Hồ Diệu Hoa có chia sẻ rằng trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, tôi thấy cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có rất nhiều những cơ hội sút bóng. Tuy nhiên U23 Việt Nam là đội họ tận dụng tốt hơn và do đó họ đã có được bàn thắng. Tôi rất vui khi mà chứng kiến U23 Việt Nam giành chức vô địch. Họ đã thi đấu hết mình và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Và khi được hỏi về những yếu tố quan trọng giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tự tin, thì nhà báo này có đồng quan điểm với huấn luyện viên Cedric Gurger của đội tuyển nữ Việt Nam khi mà nói rằng tôi đồng ý quan điểm của huấn luyện viên Cedric Gurger. Đúng là tâm lý tốt là sẽ khiến cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái và thi đấu ngày càng tốt hơn. U23 Việt Nam đã vượt qua được biến cố lớn đó là Covid-19 để rồi cuối cùng họ đã giành được chức vô địch của giải đấu, một điều thực sự là đáng tự hào. Và tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á năm nay thì U23 Việt Nam chúng ta đã mang đến một giải đấu một đội hình còn rất trẻ, chỉ có một cầu thủ duy nhất trên 21 tuổi thôi. Tuy nhiên thì các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn có được một màn thể hiện cực tốt và giành được chức vô địch chung cuộc. Và theo phóng viên đến từ Trung Quốc thì các cầu thủ trẻ này là những sự bổ sung tuyệt vời và hữu ích cho lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam trong những giải đấu quan trọng sắp tới như là SEA Games hay là U23 châu Á. Và Hồ Diệu Hoa của Trung Quốc đặc biệt ấn tượng với một cái tên, đó chính là đội trưởng Du Quang Nho, khi mà có chia sẻ rằng một trong những cái tên nổi bật nhất đối với tôi đó là đội trưởng Du Quang Nho. Cậu ấy đã hiện đang có một cái phong độ thực sự là rất tốt và vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ là cơ hội để cho cậu ấy tiếp tục thể hiện. Tôi biết đến Du Quang Nho là một thành viên của lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Năm nay cậu ấy đã thi đấu trong áo của đội Hải Phòng dưới dạng cho mượn và cần phải chứng tỏ mình để tranh giành một vị trí chính thức. Và dù sao thì Du Quang Nho, cậu ấy vẫn còn rất trẻ và tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ còn rất nhiều cơ hội. Đó là những gì mà tờ báo, nhà báo của Trung Quốc có chia sẻ về cầu thủ được cho là hay nhất của giải vừa qua U23 Đông Nam Á 2022 mà đó chính là Du Quang Nho. Và vừa qua thì có rất nhiều ý kiến của rất nhiều các chuyên gia có nói về việc là một số những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta hiện nay như là Dũng Quang Nho hay là Bảo Toàn hay một số những cầu thủ khác nữa rất xứng đáng để được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng gọi lên tuyển để tham dự SEA Games sắp tới rồi là vòng chung kết U23 châu Á và đặc biệt đó là lên đội tuyển quốc gia. Và quả thực thì Dũng Quang Nho chúng ta cũng nói quá nhiều về cậu ấy rồi. Thực sự là quá xứng đáng và với sự ghi nhận của không chỉ các cổ động viên của Việt Nam mà còn của các nhà báo của khắp khu vực và đặc biệt đây đó là Trung Quốc, một nền bóng đá mà cũng có rất nhiều sự cạnh tranh với chúng ta trong những năm tháng vừa qua thì điều đó mới thấy rằng là những thành quả mà chúng ta vừa đạt được trong mùa giải vừa qua là thực sự thuyết phục đến như thế nào, đúng không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá.